chào mừng anh em trở lại với kênh của Bún Nha. Hôm nay hãy cùng mình tiếp tục phần 2 của bộ phim Tiên Hắc Ám nhé. Xứ Moose vẫn luôn yên bình sau nhiều năm tại sự kiện xảy ra trong phần 1 của phim. Lúc này có một nhóm người đột nhập vào cánh rừng của vùng đất này. Họ tìm thấy nơi ẩn nấp của một nhóm yêu tinh tí hon, nhưng sự vụng về của chàng trai này đã khiến cậu bé yêu tinh tí hon chạy thoát. Sau hồi truy đuổi thì cậu ta đã tóm được tại một vườn hoa. Nhưng lúc này một người bí ẩn xuất hiện khiến hai người đàn ông tháo chạy. Chẳng được bao xa thì cả hai đã bị những rễ cây tóm lại. Nghe thấy tiếng hét lớn, chàng trai trẻ đã nhanh chóng thoát thân. Cậu ta thành công trở về một lâu đài cùng một yêu tinh tí hon trong túi, tiếp theo đó là bán lại cho một gã bí ẩn bên trong, cùng với bông hoa cậu ta hái được gọi là mộ hoa. Trở lại với vương quốc thần tiên của xứ Moose, những bà tiên và các yêu tinh vẫn luôn nghịch ngợm và năng động không biết mệt mỏi. Sáng hôm đó, mọi người tập trung lại chào đón nữ hoàng của mình là Aurora, có thể thấy cô trưởng thành ngày càng xinh đẹp và chững chạc hơn rất nhiều. Bỗng một yêu tinh có tên là Hinto đã lấy chiếc vương miện của Aurora cùng với sự trợ giúp của các bà tiên. Cứ thế cô bám theo thì làm cả mình rơi xuống hồ nước. Thế là Aurora giận dỗi quyết tâm đuổi theo Hinto tìm thấy vương miện, thì đúng lúc Philip xuất hiện. Anh hiện giờ cũng đã trở thành một chàng trai, và giữa hai người vẫn giữ mối quan hệ tình cảm của mình. Ngày hôm nay Philip đã cầu hôn Aurora trước sự chứng kiến của các bà tiên. Cô đồng ý khiến tất cả mọi yêu tinh của xứ Moose đều phấn khích vì một đám cưới sẽ chuẩn bị được diễn ra. Ngay sau đó, Giovan đã vội vàng bay tới báo tin cho Maleficent, nhưng bà lại tỏ ra không hài lòng với đám cưới giữa Aurora và Philip. Đây chính là phụ vương và mẫu hậu của Philip, vì bởi lẽ anh chính là một hoàng tử của vương quốc Ulstead. Philip vui mừng trở về thông báo tin vui rằng Aurora đã đồng ý cưới mình. Đức vua và nữ hoàng hậu mừng lắm, vì sự liên minh giữa hai vương quốc sắp sửa được xảy ra. Phía bên này thì Maleficent đã tìm tới Aurora với đôi cánh đầy uy lực của mình. Bà tỏ rõ ngay quan điểm phản đối của mình về hôn lễ của Aurora. Những bà tiên cũng cố thuyết phục bà thì liền bị thổi bay mất. Sau rồi thì Maleficent cũng phải đồng ý khi Aurora thuyết phục bà có mặt ăn tối cùng gia đình của Philip tại cung điện nữ hoàng hậu đang hành động một cách mờ ám xuống một căn hầm bí mật. Bên dưới là hàng loạt thợ rèn đang cật lực làm việc. Cậu yêu tinh nhỏ bị bắt đi lúc đầu phim đang bị nhốt tại phòng nghiên cứu đã lạ mặt, có vẻ hắn ta cũng là một yêu tinh và đang làm vị hoàng hậu. Tại đây bà ta đã để sẵn một chiếc quay tơ như chuẩn bị một kế hoạch nào đó. Trong lúc này thì Maleficent đang tập luyện màn chào hỏi trước bữa gặp mặt dưới sự giám sát của Giovan, nhưng một vị tiên quyền lực, bà đúng là khó mà cúi chào một con người bình thường cho được. Lúc này Aurora tìm tới trong trang phục hết sức lộng lẫy. Cô ấy cầm ra một chiếc khăn muốn Maleficent có thể dùng nó che đi cặp sừng, cặp mặt, biết là khó chịu nhưng vì Aurora nên bà đã chấp nhận dùng nó. Nơi ngăn cách giữa hai vương quốc là một con sông lớn, Maleficent liền dùng phép thuật tạo ra một cây cầu để bắc qua bên kia. Có thể thấy những người dân đều vô cùng sợ hãi khi trông thấy Maleficent xuất hiện. Họ được binh lính dẫn vào cung điện trong lúc mà gia đình Philip đang hồi hộp chờ đợi. Đức vua tỏ ra rất thân thiện chào mừng Aurora nhưng hoàng hậu thì có phần không được thoải mái cho lắm. Tiếp theo là sự xuất hiện của Maleficent, nhưng màn chào hỏi của bà chẳng được mượt mà như lúc tập luyện. Bữa tiệc của tầng lớp vua chúa đúng là hết sức thịnh soạn. Có điều thịt chim thì đối với Giovan mà nói thì nó thật là kinh tởm, còn Maleficent thì lại dị ứng với kim loại nên cũng không thể bắt đầu bữa ăn. Đã thế thì vị hoàng hậu luôn đưa ra những lời nói khó nghe khiến đôi bên cứ cà khịa nhau suốt mà chưa thể dùng bữa. Mọi chuyện căng thẳng hơn khi con mèo hoàng hậu tính tấn công Giovan. May mà có Aurora thuyết phục chứ nếu không nó đã không thể toàn mạng rồi. Nhưng chỉ ngay sau đó nữ hoàng hậu lại khiến Maleficent trở nên tức giận. Vậy là bữa tiệc này coi như đã sôi hỏng bỏng không? Đúng lúc này vị đức vua lại gục gã bất tỉnh. Ngay lập tức nữ hoàng hậu liền cho rằng Maleficent đã gieo rắc lên đức vua một lời nguyền chết người. Điều này đã khiến Aurora mất niềm tin và không chịu trở về xứ Moose cùng bà. Trong lúc rời đi, nữ thuộc hạ của hoàng hậu đã bắn viên đạn kim loại trúng Maleficent. Giovan lập tức bị mất phép thuật, còn bà thì chao đảo mà rơi xuống lòng sông đang chảy dữ dội. Bên trong lâu đài, nữ hoàng hậu bắt đầu gieo rắc những ý nghĩ tiêu cực về Maleficent. Tuy nhiên Aurora quyết sẽ trở về xứ Moose để cầu xin Maleficent hóa giải lời nguyền. Dưới lòng sông lúc này xuất hiện thêm bóng dáng một người chim tìm tới vị trí Maleficent đã rơi xuống, sau đó giải cứu bà đi. Trước sự ngỡ ngàng của nữ người thuộc hạ đã bắn đạn trúng bà. Khi mà Aurora trở về Moose thì lại chẳng thấy Maleficent đâu cả. Lúc này Giovan xuất hiện nói anh cũng không biết Maleficent đang ở đâu. Trong lúc này thì Maleficent đã được mang tới một nơi bao trùm đầy bóng tối ngoài biển khơi. Tại cung điện, nữ hoàng hậu nhận được tin báo Maleficent đã được cứu thoát khỏi lòng sông, thì ngay lập tức bà ta đã điều động các thợ rèn gấp rút chuẩn bị hàng loạt đạn sắt. Sáng hôm sau Maleficent tỉnh giấc với một vết thương trên mình, nơi đây trông như một chiếc tổ chim siêu to khổng lồ vậy. Khi thấy một chiếc hang thì Maleficent đã chủ động nhảy xuống bên dưới. Bất ngờ dưới này là hàng loạt những người sở hữu đôi cánh như bà vậy. Họ đang tỏ ra rất tức giận với viên đạn của con người đã bắn trúng Maleficent. Tuy nhiên lúc
Anh chàng này có tên là Barrow, còn người đã cứu Maleficent có tên là Conan. Khi này Barrow trông thấy bà liền bay lại tỏ ra hiếu kỳ. Ngay lập tức anh ta đã phải lĩnh chọn pháp thuật của bà bay ra cả chục mét. Ngay sau đó bọn họ đồng loạt kéo nhau xuống một cái lỗ. Maleficent cũng đi xuống theo và nhận ra bên dưới là một thế giới hoàn toàn khác. Đây chính là nơi ẩn náu của tộc Hắc Tiên vốn muốn sống cách biệt với con người, ẩn dật. Mỗi vùng đất bên dưới này sẽ là nơi sống của một nhóm Hắc Tiên khác nhau. Khi này Aurora quay lại lâu đài thì Pinto đã lén đi theo. Cô yêu tinh nhỏ đi vào cung điện và tìm thấy một chiếc lông trên sàn của Maleficent. Bất ngờ cô bị Quang Thượng phát hiện nên nhanh chóng tìm đường lẩn trốn. Cứ thế Pinto bị rơi xuống một ống cống xuống đúng ngay phòng thí nghiệm của gã yêu tinh. Vậy là hắn nhanh chóng gắp trọn món hời này vào chiếc bình thủy tinh. Ngay kế bên chính là yêu tinh nấm đã bị bắt giữ tại đây. Trong lúc này nữ hoàng hậu đã chuẩn bị một kế hoạch mới. Đó là bắc loa thông báo cho những cư dân xứ Moose tới dự đám cưới của Aurora và Philip. Trở lại với Maleficent và Conan thì họ đang đến một nơi có hóa thạch Phượng Hoàng. Theo Conan thì Hắc Tiên chính là hậu duệ của Phượng Hoàng vĩ đại. Và có thể Maleficent chính là hiện thân của bà ấy với sức mạnh phi thường. Qua đó Conan đã cầu xin bà giúp tộc Hắc Tiên có thể chung sống với con người trong hòa bình. Lúc này Barrow tìm tới và cho biết 3 ngày nữa thì đám cưới của Aurora và Philip sẽ diễn ra. Đó sẽ là thời điểm tộc Hắc Tiên đứng lên tiêu diệt vương quốc của con người. Trong lúc này thì gã yêu tinh của Hoàng hậu đã nghiên cứu ra thứ vũ khí có thể tiêu diệt loài tiên. Đó là dùng phấn của cây mộ hoa trộn với sắt. Để chứng minh điều đó, hắn đã dùng một yêu tinh bắt được để làm thí nghiệm. Ngay khi đổ phần bột sắt đó vào thì yêu tinh đó đã thực sự biến thành một cái cây bình thường. Pinto thấy vậy tỏ ra vô cùng lo lắng khi nữ hoàng hậu đang âm mưu chiếm lấy xứ Moose. Ngay sau đó bà ta đã cho quân lính tiến vào xứ Moose để tìm lấy mộ hoa. Những bông hoa bị ngắt đi thì lập tức Maleficent có thể cảm nhận được sự đau đớn của chúng. Không thể giải thích thêm với mọi người mà bà đã nhanh chóng bay đi. Khi trở lại cùng Barrow thì tất cả chỉ còn lại bãi chiến trường. Lúc này vẫn còn những tên lính đang nấp mình chĩa súng tới hai người. Chúng nổ súng nhưng Conan liền xuất hiện dùng thân mình đỡ đạn. Cả hai rơi xuống, Maleficent liền hóa phép với rễ cây bao trùm lại. Barrow bay xuống vỗ cánh hỗ trợ thổi bay những tên lính, đồng thời lấy mạng luôn những tên đang cố gắng chạy trốn. Sáng hôm sau, những cư dân của xứ Moose bắt đầu di chuyển sang tham dự đám cưới. Tuy nhiên thì Giovan lại không được may mắn đi vào trong tham dự như họ. Đúng lúc này Philip lại mang một bông mộ hoa đến tặng cho Aurora. Cô bắt đầu nhận thấy điều bất thường và lẻn vào trong căn phòng thay đồ. Khi Aurora quay nhẹ chiếc đầu có phần kỳ lạ của bức tượng liền mở ra cánh cửa bí mật. Bên ngoài lúc này những cư dân của xứ Moose đang tiến dần vào lâu đài. Còn Giovan vì không được vào nên anh đành tự mình leo lên vậy. Lúc này Aurora đi theo con đường tới được phòng thí nghiệm của gã yêu tinh. Ngay lập tức Pinto và yêu tinh nấm đã nhận ra mà liên tục đưa ra ám hiệu. Nhưng thứ đang thu hút Aurora lại là chiếc quay tơ, và đúng lúc này gã yêu tinh mới nhìn thấy cô. Khi Aurora tính chạm vào đầu con thoi thì cô chợt nhìn thấy hình ảnh hoàng hậu đã tấn công đức vua bằng con thoi này. Giây phút này thì Aurora mới nhận ra Maleficent vốn không phải thủ phạm của mọi chuyện. Lúc này thì cô nhìn xung quanh mới nhận ra đây không khác gì nhà tù nhốt các yêu tinh. Nhưng thật không may đúng lúc này, hoàng hậu đã tìm đến nơi nên gã yêu tinh nhanh chóng chuồn mất. Ngay khi giải thích về lý do tại sao bà ta làm vậy thì lính gác cũng lập tức tìm tới nơi. Aurora sau đó liền bị chúng nhốt lại một căn phòng. Trong lúc này thì Philip vẫn không hề hay biết những chuyện mà mẹ của mình gây ra. Cùng lúc thì phía bên người Hắc Tiên cũng đã bắt đầu nổi dậy chống lại con người. Nhưng họ đâu biết rằng, nữ hoàng hậu xảo trá đã chuẩn bị những viên đạn chứa phấn của mộc hoa chờ họ. Trong lâu đài thì những cư dân xứ Moose vẫn rất ngây thơ để chờ đợi buổi lễ cưới. Bỗng nữ thuộc hạ của hoàng hậu nổi nhạc lên, còn binh lính thì đóng cửa phòng lại. Những đạn khói chứa phấn mộc hoa lập tức được phóng ra. Nhận thấy chuyện chẳng lành nên Aurora đã xé loạt áo nối nhau để đi xuống tầng bên dưới. Cùng lúc thì Giovan đã leo vào trong lâu đài. Những yêu tinh trong căn phòng chúng phải làn khói lập tức trở về trạng thái ban đầu. Phía bên trên thì nữ hoàng hậu cùng binh lính bắt đầu nhận thấy tộc Hắc Tiên kéo nhau tới. Họ kéo tới số lượng đông đảo, nhưng đâu ngờ nữ hoàng hậu đã chuẩn bị một kế hoạch lớn chờ sẵn. Lúc này thì Aurora đã tiếp tục leo xuống tới tầng mà Philip có mặt tại đây. Thời điểm này nữ hoàng hậu cho người tấn công với những quả bom bằng phấn mộ hoa tới. Những người chúng phải lập tức bị tan biến thành mây khói. Thế cấp bách nên Barrow liền ra lệnh mọi người tạm thời rút lui. Lúc này thì Aurora mới giải thích những sự việc mà nữ hoàng hậu đã gây ra cho Philip. Khi này nhóm Hắc Tiên tiếp tục quay lại tấn công trong tầm thấp. Nhưng một lần nữa họ đã đi vào nước cờ mà nữ hoàng hậu đã tính toán trước. Rất nhiều quân số đã thiệt mạng một cách vô ích cho đợt phản công này. Phía bên này Aurora chạy tới căn phòng thì Giovan cũng tìm tới giúp cô mở cánh cửa. Sự tấn công không thương tiếc của nữ hoàng hậu cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới những người dân bên dưới. Lúc này Philip mới tìm tới yêu cầu bà ta dừng chuyện này lại. Nhưng tất nhiên thì bà ta không nghe, còn buộc Philip phải chạy trốn bằng cách tóm lấy một chiếc dù. Anh thành công xuống bên dưới nhưng tên lính canh cũng không chịu buông tha.
Đúng lúc này Barrow lao tới đánh văng anh ta, giải thoát cho Philip. Có điều đến lúc này rồi mà Zirvan và Aurora vẫn chưa thể mở cửa, buộc một bà tiên đã hy sinh mình bay vào trong ngăn đường ống thổi làn khói lại. Bất ngờ Zirvan hóa thân thành một con gấu to lớn hất bay đám lính, thì ra đó là do Maleficent đã tìm tới nơi. Với phép thuật của mình, bà dễ dàng thổi bay đám lính của nữ hoàng hậu, đồng thời giải thoát những người đang bị chúng bắt giữ. Bên này thì Zirvan đã phá cánh cửa giúp cư dân xứ Moose có thể thoát ra ngoài. Barrow thấy Philip tính bay tới tấn công thì đã bất ngờ bị bắn trúng bởi tên lính. Với vết thương ở tay thì anh vẫn có thể đứng dậy hất rơi cây súng của hắn. Đúng lúc này Philip đã chĩa thanh kiếm ngay bên cổ Barrow. Nhưng Philip đã từ chối xuống tay để Barrow bay vút lên không trung. Lúc này thì Maleficent đã tìm tới nơi của nữ hoàng hậu. Tuy nhiên một lần nữa Aurora lại đi tới ngăn cản bà lại. Cô tới để xin lỗi vì đã mang lòng nghi ngờ Maleficent. Nhân cơ hội này nữ hoàng hậu đã bắn tên tới. Nhưng Maleficent đã xoay mình đỡ tên cho Aurora. Ngay lập tức bà dần tan thành mây khói ngay trước mặt cô. Lúc này nữ hoàng hậu còn kể công mình đã bảo vệ Aurora khỏi một phù thủy độc ác là Maleficent. Tiếp theo là thông báo về cái chết của Maleficent trước mọi người bên dưới khiến họ không còn tâm trí nào mà chiến đấu nữa. Lúc này từ đống cho tàn của Maleficent chợt xuất hiện một phép màu. Đúng vậy, Maleficent đã trở lại với thân thế chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Sức mạnh này khiến nữ hoàng hậu sợ hãi mà không còn đứng vững được nữa. Ngược lại thì tộc Hắc Tiên và Aurora lại hết sức tự hào. Lúc này nữ hoàng hậu liền đẩy Aurora xuống để tìm đường chạy trốn. Maleficent kịp thời bắt được Aurora và ôm cô cùng rơi xuống mặt đất. Trong lâu đài thì nữ hoàng hậu đã bị những người Hắc Tiên còn lại tìm được. Còn bên ngoài khi Maleficent tỉnh dậy thì những cư dân Hắc Tiên đã cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Khi Philip tìm tới thì Maleficent cũng dần hóa thân trở lại hình dạng ban đầu. Sau mọi chuyện thì giờ đây, hai mẹ con mới có cơ hội nói ra những khúc mắc của nhau. Lúc này gã yêu tinh đã hoàn lương mang Pinto và yêu tinh nấm trở lại. Ông ta còn mang đầu con thoi của cái quay tơ tới để Maleficent đốt cháy nó. Đó cũng là dấu hiệu chiến tranh đã kết thúc. Con người và Hắc Tiên hay cả yêu tinh giờ đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Ngay sau đó Maleficent đã dùng phép thuật của mình trang hoàng lại nơi này. Vị đức vua đã ngủ mê bao lâu cũng thức dậy ngơ ngác kiểu tôi là ai, còn đây là đâu. Ngược lại thì nữ hoàng hậu đang được những rễ cây dạy cho một bài học. Cay cú hơn là Maleficent đã biến bà ta thành một con dê quý tộc với chiếc vòng cổ xịn sò. Tiếp theo bà chuẩn bị cho Aurora bộ trang phục thật là lộng lẫy, bởi vì bên ngoài ai nấy cũng đang chờ một đám cưới sẽ được diễn ra ngay bây giờ. Aurora xuất hiện một cách xinh đẹp, còn Pinto cùng yêu tinh nấm sẽ phụ trách làm phù dâu trông hết sức là dễ thương. Vậy là cuối cùng đám cưới cũng diễn ra khiến Zirvan xúc động lắm luôn. Aurora và Philip cuối cùng đã trở thành vợ chồng trước sự vui mừng của cư dân hai bên. Và bộ phim tới đây thì cũng đã kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì để lại cho Búng một đăng ký kênh đi nào, để còn không bỏ lỡ những video mới nhất đó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.